Hôm nay gieo hàng loạt xe xe khách nè cô chú anh chị. Đây bà con nè, em này là vai ớt nè cô chú anh chị, vai ớt cọp Trần Anh Đăng đây. Con này đăng chưa được 5 phút thì bà con nói chung là súng lại mua luôn rồi con. Khách nhanh tay người ta chốt trước cho Trần Anh. Hôm nay khách lên cái lấy xe, khách cọc 10 triệu cho Trần Anh rồi. 24 mà em nói với anh chị chạy được có mấy chục ngàn, tìm đâu ra được các bạn 24 chạy mấy chục ngàn như thế này. Anh chị thấy không, từ những con tán nó còn đẹp như thế này nè, thậm chí nè qua thời gian 5 tháng nó xét luôn nè, vẫn còn phết vết son 7 màu, không có dấu hiệu khui ra, chỉnh lại đệm cao su của thân máy nè. Đây là cục đệm cao su của thân máy nè, nó rin hết luôn chị coi nè. Coi cái điểm chính nó ra rồi, không cần coi sâu đâu, coi kỹ hoài nó không chả ra rồi đâu. Xe lướt thì coi nhanh lắm, coi chút xíu ra ngay. Chị thấy đẹp không? Là xương ngang của nó là nguyên bản nha, xương ngang nè, hai trụ ngang là nguyên rin, hai bên hai trụ hông đẹp như nhau, không có đâm ve đâu. Đó, khách nói chung người ta lên người ta lấy rồi em bán giá này 300 đó. Chung mình mua bán mình cứ thả xe thẳng cho người ta tới người ta coi. Đâu phải là mỗi mình biết xe, nhiều người còn rành hơn mình á, cho nên là mình cứ phải tả chuẩn đi, đừng có tả sai, xe có sao mà nói vậy luôn nha. Đây cô chú anh chị nè, đáp bỏ theo xe 24 luôn, còn mới 99%. Là cô chú anh chị từ cảm nhận mẫu vai ớt rồi, 24 mẫu này phong cũ thôi, còn quan trọng là cái chất xe là bảo dưỡng rồi. Chạy được đúng 55.000 km, không hề đồng hồ, mới lắm. Em này như xe mới rồi, bốn quả vỏ là theo xe thì cô chú anh chị từ cảm nhận rồi, đúng không? Sơn rin phủ cả con 100%, đẹp chưa? Đó, vai ớt bàn giao xe cho khách. Nói chung khách này cũng ở dưới Malagui thì bạn số 49 thôi, giao xe giờ ký quyền cho anh thôi. Còn bên em bàn giao tiếp thêm tục một mẫu dây bản GL 2004 cho anh trai ở dưới cái nòe này, bán cho anh trai có tính ra có 150 mấy triệu mẫu này 2004 đó. Phong dáng nội thất của em dây. Anh chị mấy ngày nay Trần Anh bán nhiều xe không? Ngày hôm qua với ngày hôm nay bán gần được 17 con xe. Chung người ta mua xe người ta cũng nhanh nhẹn, mình bán thì mình cũng rút rẻ bớt cho khách. Có thấy bình không? Vỏ mới. Có thấy bình không? Thấy bình không? Vậy hả? Dày. Chơi 24 mặt cò chưa mở nè. Cô chú anh chị nào rành thì phải coi được nha. Rành thì phải coi được. Có nhiều khi cô chú anh chị rành coi cả ngày không ra đó. Trên nó mặt cò nè, dưới nó mặt nắp nắp bẹt nè, mặt nắp bẹt nè, mặt nắp bẹt của bít tông chưa mở luôn nè. Anh chị thấy không, số nè, đây là số máy nè, số máy dây nằm ở đây nha cô chú anh chị nha. Còn kia đồ số cầu sau rin hết luôn, nói chung xe không lỗi dằn nguyên bản, xe giao xe cho khách đó. 204 GL, nói chung là một người em trai cọc xe này cho Trần Anh, đúng ra cọc cho Trần Anh 5 triệu rồi mà đợi lâu quá, đợi em cả tháng trời em chả nói năng gì. Thôi Trần Anh bán cái xe này cho khách rồi Trần Anh trả lại cọc cho em trai. Đó là em nói luôn trên lý chứ còn cũng em cũng không có ngại đâu, tại vì em gọi cho em trai mấy lần mà em trai cứ hẹn hoài thôi. Đó, thôi thì em bán cái xe này cho khách ở dưới Khánh Hòa thì em trả cọc lại cho em trai nha. Em trai kia như ở đâu miền Tây sao á mà cọc cho Trần Anh cả tháng trời, chả hiểu vì sao. Đó, sạch sẽ chưa, ghế ở trong bọc lại mới tinh. Hộp số cầu sau là bao phê nè, đây là hộp số cầu sau, số rin nè anh chị, số đó, số của em dây phía sau nè, rin nguyên bản luôn, có tả xe ok luôn. Phải không, cùi cùi thì tem rin nó vẫn còn bản GL đó, còn được ít xe thôi. Bà con có bán nào đam mê về mẫu nào thì alo cho em. Adventure, đây là mẫu Adventure, xe mới, xe lướt bên cho anh về nè. Đó, Adventure 2021,
đời mới. Em là bản Sport, bản full số tự động, sấy ghế, sấy vô lăng, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, 2 chấm nha. Đây cô chú anh chị. Ở bên đây là chè là hàng cọp. 21 xe lướt. Một chủ từ đầu. Em này chạy được có 12.000 km rồi. Hãy bảo dưỡng của dòng Hyundai nè. Hyundai nè. Vậy không? Green hết rồi. Em này kết hợp có ghế chính điện nha. Ở đây chúng ta sẽ có sấy ghế nè. Đây là sấy ghế phụ, sấy ghế tài, sấy vô lăng, cảm biến dê phía sau, hai cấp chế độ chạy. Đó, dòng này dòng bản full rồi. Dòng này có hai bản 1.6 và 2.0. 2.0 là bản full. Elantra Hyundai. Đẹp chưa bà con? Giá đâu đó có 6.3 bớt luôn, hỗ trợ góp luôn. Bên đây cho anh còn Ford nè, Ford này 4.3 là góp lên tới 70-80 triệu, quá rẻ. Máy dầu, em này là máy dầu nha, 2.2 à, em này tiết kiệm dầu. Một chủ từ đầu 2016. Đây là dàn rô tinh trụ. Đây là cô chú anh chị. Đây là dàn rô tinh trụ nha. Còn dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái là cao su nhịp đỡ của cánh gà. Ở đây là dây ABS. Được cho cô chú anh chị, dây ABS là nó nhận diện cảm biến ABS. Gân guốc trong nguyên bản là không có đâm vàng nè. Đó chị thấy không? Nè, dàn treo nè. Dàn treo của em nó là không mở luôn. Quay sát nè. Nồi hơi đây. Cái này là cái nồi hơi. Nồi hơi này của turbo nha cô chú anh chị. 2.2 turbo. Máy dầu 7-8 lít dầu gì đó. Có 4.3 mà cho bà con góp đến 70-80 triệu, cô chú anh chị cầm 300 mấy là mua được mẫu xe bên Trần Anh rồi. Bà con mất cơ hội, bà con sẽ không bao giờ có được một cái cơ hội mà để mua sở hữu một mẫu xe Ford hàng đẹp bên Trần Anh ô tô đâu. Em nói thật nha, cô chú anh chị cầm 300 mấy, cô chú anh chị đi mua được con này không? Không bao giờ mua được con này. Làm sao mua được con này? Em bao cô chú anh chị luôn. Còn bên đây còn mẫu dây ít tiền cô chú anh chị. Dây ít tiền đời 2001, giá hơn 100. Bà con mua về che nắng che mưa được cái đồng tôn rin lắm. Đây bà con nè, đồng tôn em nói cực kỳ là rin. 7 chỗ ngồi ghế nỉ còn nguyên. Đi đôi bộ tem rin của bắp vẫn còn nguyên bản. Em này máy mặt nắp cam cò có canh chỉnh số rin. Vậy thôi, đăng kiểm mới luôn. Sạch sẽ chưa? Soluto cũng vừa mới về. Soluto 2019 này. Em này và em đây bản số tự động nha cô chú anh chị nha. Bản Soluto nè, bảo dưỡng của hãng còn luôn. 2019 thì như xe mới. Dòng này nó có hai phiên bản, một bản số sàn, bản số tự động. Đây là bản số tự động màu đen. Em này đâu đó 7 lít bản Deluxe nha cô chú anh chị. Rin cả con. Kia nè. Kia Rio 2015 đăng ký lần đầu 2016. Hàng nhập form mới. 400 bớt 10 390 hỗ trợ góp. Mẫu này thì cô chú anh chị cứ nhìn cái dàn đèn nè, nhìn dàn đèn led phía sau, nhìn cái dàn mâm. Em này form mới toàn bộ rồi, không phải là form cũ đâu nha. Đó cô chú anh chị đừng so sánh giá form cũ với form mới. Nó khác nhau. Mâm nè cô chú anh chị thấy không? Đẹp chưa? Đó. Ok chưa? Trang bị cửa sổ sunroof đầy đủ các tính năng. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Đam mê mẫu nào thì alo luôn cho Trần Anh. Sạch chưa? Đó. Chuyển đi, chuyển thẳng vô tài khoản luôn đi. Giao vay hết cho anh trai đây. Hợp đồng mua bán xe nè. Anh đăng ký sao rồi để gì vậy? Anh có đăng ký một ngày bao nhiêu gói không? Hay chỉ một ngày có 100 triệu? Anh có đăng ký không? Đúng rồi. Thôi, Toàn ơi, thôi bây giờ nè. 110 triệu. Bây giờ anh có cầm chứng minh không? Có. Rồi. Thằng em nó chở anh ra rút tiền luôn cho nhanh. Rồi. Anh không có đăng ký làm sao mà chuyển được? Đó, vậy vậy đi. Mỗi đăng ký chuyển đúng rồi, đăng ký mới chuyển được. Những doanh nhân mới đăng ký được. Không thì một ngày thì chuyển 100 triệu thôi. Thôi vậy thôi bà con ạ. À. Đó, em còn bên xe cô chú anh chị nào đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô. Còn mẫu xe này ít tiền nè. Xe này mấy chục triệu, chủ nhà vô rồi chơi 40-50 triệu. Ghế bọc 5D nè, trần 5D nè, đẹp không? Màn hình Android, cam hành trình, nói chung full hết rồi. Full hết rồi. Lót sàn chủ nhà cũng lên full 5D nè, cô chú chị không?
sàn lên 5D hết rồi. Máy êm lắm, lên bâm luôn. Đăng kiểm mới, ngay chủ. Đó vậy thôi. Kia Rio đây. Kia Rio 2016 đăng ký 2017. Xe này khách cọc. Đó, khách cọc cho Trần Anh này. À, dễ cọc nhiều không? Cọc quá trời. Có uy tín thì được bà con cô bác tin tưởng. Thôi em thay cái bình chưa? Thay bình nhá. Nha, thay bình luôn nha. Bây giờ em gõ ra. Đó, em đổ cái bát rồi thay cái bình nhìn luôn. Rồi thì lại cho anh. Hết rồi, nó không còn rồi. Bình mới mà, cái bình này bình mới mà. Đè đâu có nổi đâu, cái sóng nổi bao nhiêu lần không nổ luôn rồi. Không nổ. Qua là khách coi, em sao đi. Em vẫn nổi bình thường. Bỏ này phù nặng lắm. Đấy. Sao? Bỏ phù quá nặng. Là bật sức khỏe một lát á. Quay tắt cái màn hình tốt cho đó là nguy hiểm. Phù nặng nhìn nhìn là này đi lại đi giá cái lái là đi chạy nó xỉa luôn à. Chạy là bốn mấy cây thả ra lái nó xỉa nặng qua này luôn à. Đây phù nặng này, phù rất là long, phù vỏ à? Phù, nếu mà phù vỏ thì giờ thay cái vỏ sạc cũng khác chưa? Thay vỏ sạc là hết. Dạ. Thay cái vỏ sạc vô là hết. Vỏ sạc hả? Đúng rồi. Là vỏ gì? Cái vỏ sạc á, nó nói là vỏ sạc là vỏ còn mới á. À, là vỏ. Đúng rồi. Vỏ sử dụng rồi. Vỏ đã qua sử dụng rồi, là còn mới là ok. Rồi để anh kiểm tra cho. Thôi em làm clip tới đây thôi nha bà con cô bác, để kiểm tra xe cho khách ạ. À.